Xin chào các bạn, mình là Hậu Chuyên. Hôm nay mình nhận sửa một chiếc kích điện Zimbor 12V Zimbor PI1000. Tháo rồi đấy. Cái này thì kích điện xong vua thôi. Mình có như thế. Đơn giản lên này. Mình kiểm tra qua thì đã chết chập DS của mấy con mốt phép này. DBF. Yếu. Đây là bốn con cầu hắt đầu ra này, đầu vào là có hai con này. DS. Con này một con chết này. Mình cũng không rõ là cái này có người sửa chưa, nhưng mà các ví dụ một cặp này nó không giống nhau lắm nhé. Đây cùng là IRF 3205 nhé, nhưng không cùng lô sản xuất này. Dán bên này đây. IRF 47740 không giống nhau này. Đây này, này FHP 7410. Đấy. Các cặp này nó không giống nhau. Cầu chì chi tiết rồi. Cầu chì đứt. Cái này giống kiểu hàn lại này. Dưới đây nhé, hàn một sợi dây đứt rồi. Biết qua sửa chưa? Rồi cái cháy mất phép để thay rồi. Đây là sơ đồ phần công suất của cái điện này mình đã vẽ lại rồi. Đầu vào là 12V này. Dương 12V nó qua một con cầu chì 40A này. Suất 40A nhân 12 thì nó tầm 800W là đã nhảy đây. Sau đó thì nó được đưa đi qua một con này chống ngược cực của một phép này. CS10N06 này. Chống ngược cực và trên này có một con CPU nhé. Mình không đọc, nhưng mà đây có một con driver TL494 này. Nó sẽ điều khiển hai con MOSFET IRF 3205 này để đóng mở qua viên áp xúc mạch lưng lên 300V 100. Sau đây mình sẽ đo cái xung kích tại chân G của hai con MOSFET này. MOSFET đo này chết rồi. Nhanh các bạn cắm cái này. Một con sống này 470 IRF 470 hai con sống là 3205 này. Một con chết này. Ba hai không năm đầu vào chết này. Cầu H đầu ra IRF 40 chết một con này. Hai con này.
Cậu hắt đầu ra này. Cậu hắt ra này chết 3 con, không biết cái phần tấm lái của nó có chết không. Này mình chưa đo được. 300V này. Qua Q1 này. Qua AC này. Qua Q13, qua con điện trợ cảm biến dòng này, phải mát này. Chiều ngược lại. Qua Q2. Qua AC, qua Q14. Cái quận biến áp xung này nó có một quận phụ để cấp ra chân 5-6 ở tấm này. Chắc là tấm tạo nguồn nuôi cho tấm này. Còn đây là cầu diode mình đo là sống rồi. Tụ này chắc mình chả đo nữa. Tụ đọc 300V nữa. 22 microfarad. Sau đây mình sẽ đo xung kích chân gỡ của hai con IRF 3205 này. Bật nguồn phát chạy luôn, chạy quạt này, đang sáng cái đèn xanh này này, mình mở này. Xung kích tại chân G là 3,82V, 46kHz này. Là 40,6, 3,82. Kể có máy 2 tia thì so 2 tia xem cái chu kỳ xung nó như nào. Mình lười thôi. Mình chỉ đắm đo thử cái xung cái mốt khác bên này thôi. Không dám đo cầu hắt tại vì chưa hiểu cái nguyên lý của cái mạch này. Mạch lái cầu hắt đúng ra đo được thì tốt hơn, nhưng bây giờ mà không lắp cầu hắt vào bên này mà tạo dao động nó có điện áp đây nó không cảm biến dòng được, bốn nó không cảm biến dòng được thì bên chân 5-6 nó sẽ như nào. Chân 5-6 này nuôi cho cái tấm mạch này mà không cảm biến dòng được thì mình không dám thử cửa hàng nữa. MOSFET để kéo này để nâng lên 300V nó chết một con thôi, nhưng mình sẽ thay cả cặp thay IRF 3205 bằng con HI 3410 này, dòng cao hơn và điện áp chịu tốt hơn nhé. Chỗ con cầu hắt đầu ra ấy, thì mình không có con IRF 4470 thì bây mình thay tạo bằng cái con 20N60 này. Con IRF này 740 có 10A 400V, còn này 20A 600V, nhưng mà nó là hàng mới, không biết chất lượng này, phải tạm vọng là tốt. Cũng khuyên ba cái dùng cái loại công suất thấp thôi. Cái mạch này thì không chơi công suất lớn được. Rồi, xong cái hàn xong mình sẽ test này. Ôi, sáng. Hà Nội à. Rồi mình sẽ tiếp tục cái video hôm trước. Nói mình đang làm, mình cắm điện mình thử con này mà cái kích điện không chạy. Mình kiểm tra vẫn có 300V nhé. Nhưng cái mạch này nó không lái ra được điện xoay chiều này. Thì mình nhổ ra mình đo này. Kiểm tra bằng cách là cấp
cắt điện vào cho cái thằng này chạy. Mình nâng cấp cho thằng này là 12V nhé. 12V một chiều cũng được, xoay chiều nó chạy được thì một chiều nó cũng chạy được. Tại vì cái thằng này nó nhận điện áp xoay chiều từ biến áp nó qua cầu diode để nó bốn con diode nhỏ nhỏ này, cầu diode để đắn về một chiều mà. Cho các bạn xem sơ đồ. Mạch thì nó sử dụng con thực tế thì nó là con K7500BS. Mình hiện tại được cái sơ đồ 7500B thôi. Chân dương nguồn cấp ở chân 12 này, chạy từ 10 đến 14V này, cấp nó 12V. Thì mình xác định là cái con của nó bị hỏng mà mình đoán thôi. Thì đây là cái sơ đồ thì mình đã vẽ qua rồi. Qua cầu diode này, qua điện trở, qua lọc và cấp vào chân 12C này. Thì hôm trước đo điện áp tụt xuống cấp 12V nó tụt xuống còn 6V nữa. Mình có nhổ con IC ra, nhổ con K7500BS ra ấy. Giờ điện áp đo lại trên đồng hồ này, cấp 12V nó còn 9,8, hôm trước nó tụt có 6 thôi. Sờ thì nó không ấm mấy, nó chỉ hơi không, để điện áp cao hơi ấm tí. Mình cứ nhổ con này ra thì thấy điện áp lên được. Thì nó sụt qua kẹp đây, nó đo ra nó sụt áp qua các con diode và điện trở, nó giảm mất ít. Đi qua con diode thứ nhất là nó còn 11,9V này. Trước khi đến điện trở còn 11,3 này, sau còn điện trở nó còn 10,5 này. Đo trên tủ 10,5. Đây là mình đang đo với cái mát này, còn nếu mà đo hai trên tủ còn 11,9 thôi. Đặt mua được cái con K7500B thôi, không tìm được cái đuôi bé như này. Tìm vào trên mạng có 750B thay thử xem nào. Sau khi mình hàn xong nhá, thì mình sẽ đo lại. Đây là cái sơ đồ mình đã vẽ ra từ chân con K7500B ấy. Nó một con kích vào có hai con chan này, mình chả chai được chan thuận chan ngược vẽ thế. Đây hai con chan là đây. Mình đo cái xung kích vào chân B của các con này. Chan sơ đồ không ra chan thuận đến chân G. Đây trên máy chấm một con có này. Một con có này. Chân da của nó sẽ là chân 10 và chân 8. Hình như là để nối vào cái cầu H ấy. Cái sơ đồ kia không để này, chân 10 này, chân 8 này, và có chân 2, chân 3 nữa là cũng có xung, chân 2, chân 3 là kích vào cầu H. Đây là chân 2 này, chân 3 này. Nếu chuẩn ra phải dùng máy 2 tia để so sánh xung thời điểm đóng ngắt được các xung mình. Này không mang máy ra, tôi sẽ đo đấy, rồi hàn vào thử xem có thuận lợi không. Chúng mình gỡ cả cái nắp vào này. Quên đói để chấm máy hết, quên chấm không, máy chấm không, không chấm. Thank you.
Đây là cái mạch kiểm tra biến áp của mình, có hai đèn này. Đó, quận nhiều vòng dây nó dễ đo. Khi mà nối vào nó sáng thêm đèn này. Mình kiểm tra các cuộn dây khác này. Chậm cuộn này vào nó báo ngay. Cuộn này đấy. Thế mình xác định biến áp tốt. Quạt chạy luôn. Đừng để ý. Cái thằng này dù sao nó có cái tụ xả điện tử xả cho tụ đó. Không giữ mãi đâu. Ôi sáng rồi. Sẽ hoàn thành nhé. Hai trăm mười chín. Cái này chống quân rồi, không phải đo đâu. Chạy bóng 5W thì chả nóng được. À, mình cũng có thêm một chú ý. Khi nắp cái này. Khi nắp cái này đồng chí, à, các bạn để ý là nó có tấm cách nhiệt và cách điện. Dẫn nhiệt và cách điện. Có những tấm cái này, zin của nó nắp lại. Tấm này vừa tác dụng là tản nhiệt, vừa tác dụng là cách điện. Mình sẽ thay lại nữa. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.